gì? Đặt gì? Hai anh em tôi có gu rồi. Về nãy giờ uống bình thường má ơi. Rồi sao? Đồ mẹ hai thằng ngồi đây bia ôm gì? Lon đâu đang uống chai ông nội? Ừ. Rồi sao? Hai thằng đang bấm điện thoại có nào cười nói gì đâu. Rồi sao nữa? Gù què. Uống 100% nè. Mọi còn nhóc kìa. Rồi sao nữa? Gùm què uống ở nhà tính tiền về bia nè. Không thể tin được. Rồi sao? Con què hồi thằng này nó đi về tôi ở nhà má ơi. Nó đủ mẹ có liên quan gì? Ừ hay chứ. Rồi sao? Đắp về không uống bia không ngủ cũng được vậy. Đã chết mẹ giờ. Cái mẹ người ta. Cái mẹ người ta giờ muốn gì? Ừ. Cái mẹ người ta có tiền người ta uống. Cái mẹ người ta. Rồi sao? Anh nghe nè em. Anh nghĩ rồi. Nói là nghĩ là nghĩ. Nói hoài vậy. Đó chết mẹ giờ. Chỗ người ta đang nậu mà nói nhiều quá. Nè này sao lồn nè. Ta đang nhậu tự nhiên cái chữ cái gì á. Đập điện thoại bỏ luôn bây giờ. Đủ má mày hết nói luôn bây giờ không tin đâu. Xòm.